những người làm uh, MC à, vâng. hay là những người làm ca sĩ họ phải nói vâng. phải hát với một cái tần suất rất là nhiều. Vâng. À, vậy thì uh, thường thì người ta sẽ tìm ngay những cái uh, phương thuốc à. vâng. uống thuốc gì, uống thuốc như thế nào vâng. để không ảnh hưởng đến nghề nghiệp thưa bác sĩ. Vâng. À vâng thì chúng chúng ta biết là đối với cái nghề nghiệp của chúng ta tức là đối với nghề này thì nó sẽ liên quan đến cái cái, cái 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 cuộc sống của chúng ta nên chính vì vậy mà mặc dù là có bệnh thì chúng ta vẫn vẫn phải vẫn phải duy trì hàng ngày chúng ta vẫn phải nói chúng ta vẫn phải hát và chúng ta sử dụng cái giọng nói rất nhiều và khi sử dụng giọng nói nhiều như vậy thì cái dây thanh âm của chúng ta nó càng bị tổn thương tức là nó sẽ càng bị sung huyết này nó sơ hóa này nó viêm mãn tính nó sơ hóa này nó mọc ra những cái 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 khối u thực thể ở trên dây dây thanh quản và nó làm cho cái cái dây thanh quản của chúng ta nó độ khép mở độ dung của nó sẽ hạn chế à, nó nó sẽ bị hạn chế và và như vậy thế thì trong những trường hợp này thì chúng ta cũng nên chú ý là đối với những người nói nhiều thì bên cạnh những công việc rồi thì ngoài ngoài bên ngoài thì chúng ta cũng nên làm sao mà cho cái dây thanh quản của chúng ta nó được nghỉ ngơi một cách hợp lý chúng ta cũng không nên lạm dụng là bắt nó phải hoạt động thường xuyên và có những cái sự và chúng ta nên có một cái luyện một cái luyện giọng đấy để làm sao mà chúng ta có thể là à, mặc dù chúng ta vẫn có thể nói được hàng ngày và chúng ta có thể hát nhưng mà nó phải làm cho chúng ta là à, có có thể luyện mà để cho nó không ảnh hưởng gì đến cái cách nói của chúng ta làm sao để nó không ảnh hưởng nhiều đến vậy. cái dây thanh âm. Thế và trong khi mà chúng ta phải nói nhiều như vậy thì chúng ta nên luôn là có những cái cốc nước ấm uống à, thường xuyên. Chúng ta chỉ cần những ngụm nhỏ ngụm nhỏ thôi để nó giúp cho cái họng cái niêm mạc họng của chúng ta nó được nó được ẩm này nó được mềm mại này à, và cái dây thanh âm của chúng ta nó cũng như vậy thì nó sẽ làm cho cái 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 tình trạng tổn thương do cái tác nhân của chúng ta nói nhiều nó cũng sẽ đỡ hơn. Thế và ngoài ra thì chúng ta cũng vì do cái đặc tính của nghề nghiệp rồi, thế nên là chúng ta cũng nên có sẵn ví dụ như là một số cái như là à, chúng ta có thể sử dụng những cái nước chanh uh, mật ong này để chúng ta uống này, hoặc là chúng ta ngâm chanh mật ong đào này, hoặc là quất trưng tất cả những cái đó để trong những cái dịp mà chúng ta nói nhiều hoặc là chúng ta đã bắt đầu có cái cảm giác như là khi chúng ta nói là nó có đờm hoặc nó rè rè trong cổ họng thì đấy là bắt đầu có những các cái 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 dấu hiệu của ảnh hưởng đến cái, cái dây thanh âm của chúng ta nên là chúng ta nên có sẵn như vậy và đặc biệt là khi ngồi trong phòng máy lạnh thì chúng ta nên giữ ấm đối với những người đã nói nhiều rồi nhưng mà trong cái môi trường lạnh và điều hòa lạnh khô nữa thì nó lại là càng làm cho cái dây thanh âm của chúng ta nó bị thiếu dinh dưỡng và nó sẽ gây nên những cái cái, cái dấu hiệu như là phù nề sung huyết và 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 nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái cái, cái dây